Rồi bây giờ chúng ta sẽ học các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học đã 9 giờ rồi. Thì trước đây thì mình đang học cái bài cái cuốn Destination B1 các bạn nha. Đúng rồi, lúc nào cũng đúng giờ ha. Rồi mình đang học cuốn Destination B1 và ở cái video đầu tiên thì chúng ta đã xong cái unit 1 và unit 2 các bạn nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ học tiếp tục học unit 3. Rồi. Để làm tốt cái phần này thì các bạn nên in sắp về nha, in sắp về để sẵn trước mặt rồi cùng thầy làm cái cuốn sắp này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học các bạn. Nếu như anh ta chiến thắng cái trận đấu này, anh ta sẽ là World. World gì các bạn? Rồi các bạn cho thầy đáp án đi nha. Rồi. Thì trong cái cuốn này các bạn, khi mà các bạn muốn học tốt ha, ở cuốn bài 3 á, thì người ta tổng hợp cho các bạn về từ vựng nè, về các cụm từ. Các bạn hãy xem cái đó nha. Thì cái từ đó nó sẽ nằm ở chỗ này. Rồi. Thì cái câu số 1 này có 8 cái từ rồi các bạn. Chữ của chúng ta chính là World Champion các bạn. Rồi. Champion. Rồi, các bạn có cái từ champion là chức vô địch các bạn nha. Rồi các bạn sẽ điền vào cái ô này là đúng chữ rồi các bạn. Rồi. Ở đây là chức vô địch thế giới. Rồi thầy thấy Khánh Linh đúng rồi, Nguyễn Linh đúng luôn rồi nha. Bây giờ câu số 4 rồi các bạn. Chúng ta sẽ qua câu số 4 các bạn. Ở đây thì các bạn có từ across nha, là ngang. Rồi, chúng ta có từ across là ngang. Tôi đang nghĩ về tham gia một cái gì đó để mà có nhiều thể dục rồi các bạn, tập thể dục nè. Rồi, Trương Nguyên đại thắng đúng rồi. Bây giờ câu số số 4 các bạn. Đây, số 4 này chỉ có 3 ký tự thôi. Các bạn sẽ điền từ gì? Và các từ vựng trong cái cuốn Destination thì người ta đã hướng dẫn cho các bạn. Thì câu số 4 này các bạn sẽ điền cái từ gym các bạn nha. Rồi, các bạn sẽ điền cái phòng gym ở chỗ này. Rồi các bạn sẽ điền cái từ gym cái này các bạn nha. Rồi gym. Bây giờ câu số 5 là cái đội bóng rổ của chúng tôi nói rằng tôi có thể chơi vào thứ bảy nè. Rồi thầy thấy bạn Phương Thanh đúng rồi, Nguyễn Linh đúng rồi, Khánh Linh đúng luôn, Ngọc Vy đúng luôn em. Bây giờ câu số 5, cái gì đã nói rằng tôi có thể chơi vào thứ bảy? Thì ở cái phần quật, cái phần từ vựng ha, ở trang đầu tiên, ở chỗ này người ta hướng dẫn cho các bạn đó là chữ. Rồi thầy đã thấy bạn Hưng Vũ ha. Rồi bạn Hưng Vũ đã đưa ra một đáp án đúng rồi các bạn nha. Thì ở chỗ này các bạn sẽ dùng chữ coach. Rồi coach các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 8 các bạn. Rồi dòng số 8. Đây hàng ngang qua đây. Cái gì đó thổi cái hồi còi và trận đấu kết thúc. Rồi bạn Phương Thanh đúng rồi, Như Ý đúng rồi, Hưng Vũ đúng luôn. Thì câu số 8 thổi cái hồi còi và cái trận đấu kết thúc. Thì trong một trận đấu các bạn, cái người mà thổi cái hồi còi cho cái trận đấu kết thúc là referee. Referee các bạn nha. Rồi referee có nghĩa là trọng tài. Rồi trọng tài. Rất nhiều bạn đúng nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 9 ngang này các bạn. Hồi Hưng Vũ đúng rồi. Câu số 9 ngang các bạn. Cái đội nào mà bạn. Rồi số 7 đây các bạn. 7 đây. Thì câu số 9 này, bạn phải điền một cái động từ ở cái vị trí này. Rồi, Hưng Vũ đúng rồi. Một cái động từ, cái đội nào mà bạn. Rồi, Khánh Linh yêu cầu thầy giải thích luôn nghĩa nha. Rồi, cái từ này là cái từ trọng tài các bạn nha. Trọng tài, thổi cái hồi còi và cái trò chơi kết thúc. Rồi, cái đội nào mà bạn, bạn hỗ trợ các bạn nha. Rồi, support. Ở đây các bạn thấy 7 chữ nè, 7 chữ đây. Và các bạn điền vào câu số 9 này là đúng 7 chữ luôn nha. Rồi, đội nào mà bạn hỗ trợ? Rồi, thầy thấy Hưng Vũ nè, Cẩm Tú, Khánh Linh, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 11. Là cái ban nhạc của Mark các bạn chơi. Cái nhạc gì đó truyền thống. Họ thường chơi ở các bạn, ở các hội chợ và lễ hội miền quê. Rồi ở đây các bạn điền chữ gì? Rồi Khánh Linh
Nguyễn Linh, Cẩm Tú, Hưng Vũ đúng nha. Thì câu số 11 này các bạn sẽ điền chữ folk. Rồi, folk music. À, chúng ta có folk music có nghĩa là nhạc đồng quê. Rồi, rất nhiều bạn đúng nha. Rồi, Tú nè, Linh đúng rồi. À, bây giờ các bạn qua câu số 2 các bạn. À, down nè, có nghĩa là xuống nha. Rồi, down có nghĩa là xuống đây các bạn. Rồi, chúng ta tính xuống đây. Thì phần này có nghĩa là có thể dễ cho các bạn ha. Tôi xin lỗi, nhưng bạn phải làm một cái gì đó của cái câu lạc bộ này để mà chơi ở đây. Rồi. Rồi, thầy thấy là Châu Anh đúng luôn. Rồi, Châu Anh, Hưng Vũ, Nguyễn Linh. Thì câu số 2 này các bạn. Tôi xin lỗi, bạn phải là cái gì các bạn? Bạn phải là một cái thành viên. Rồi, member. Để mà chơi ở đây. Câu số 2 này xuống đây. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 3 này các bạn. Rồi, à, thầy thấy có rất nhiều bạn đúng ha. Rồi, Khánh Linh nè. Rồi, bạn Hưng Vũ. À, câu số 3 là cái gì đó của tôi là một cái cầu thủ xuất sắc và tôi không xoay sở để mà chiến thắng cái trận đấu. Thì câu số 3 này các bạn phải điền một cái danh từ nha. Và các bạn phải điền một cái danh từ. Rồi, thầy thấy bạn Vi đúng rồi. À, bạn Linh điền chữ Captain. Captain là gì ha? Rồi, Captain nghĩa là gì Linh? À, thầy nghĩ rằng em điền chữ Captain là đội trưởng đúng không? Rồi, câu số 3, các bạn sẽ điền một cái chữ có nghĩa là, à, xuống đây ô này này các bạn, nó có nghĩa là opponent, có nghĩa là đối thủ nha, opponent. Rồi, bạn nào điền chữ opponent sẽ đúng. Rồi, thầy thấy Cẩm Tú, à, Nguyễn Linh là viết sai nha em phải coi lại nha. Em viết chữ caption, opponent, không có chữ này trong tiếng Anh nha, cẩn thận nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 6 này các bạn. Đây, câu số 6 đây. Rồi, Tom thì thật sự giỏi ở cái việc mà chơi bài, à, chơi course, chơi bài các bạn. Anh ta không bao giờ cái gì đó. Rồi, anh ta không bao giờ giờ gì các bạn. Rồi, ở đây thì các bạn chỉ điền có một chữ ha, năm chữ cái. Ở chỗ này các bạn sẽ điền chữ cheat nha, có nghĩa là lừa dối, lừa gạt. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 7 này các bạn. Ở đây, rồi, cái gì đó của Lisa thì vừa mới vươn tới số 1 với cái bài hát của họ. Rồi, cái gì mà đạt đến vị trí thứ nhất với cái bài hát mới? Thì ở đây các bạn, chúng ta sẽ có, rồi, thầy thấy bạn Vi đúng rồi. Bạn Khánh Linh viết lại opponent các bạn nha. Opponent là đối thủ, không viết như thế này. Rồi, Cẩm Tú đúng chữ chích luôn. Rồi, câu số 7 này các bạn sẽ điền chữ gì? À, các bạn sẽ điền chữ group các bạn nha. Rồi, các bạn sẽ điền chữ group là cái nhóm của Lisa vừa mới vươn tới vị trí số 1 trong cái bài hát mới của họ. Bây giờ qua câu số 10 này các bạn. Rồi, câu số 10 các bạn có 1, 2, 3, 4 ký tự. Các bạn sẽ điền chữ gì? Rồi, thì thấy bạn Hưng Vũ đúng nè, Cẩm Tú đúng luôn. Rồi, câu số 10. Tôi thúc lấy gì đó lớn các bạn bằng cách làm. Ở đây các bạn có từ parachute jump là nhảy dù nha. Rồi, nhảy dù. Nhưng mà tôi thích mỗi giây của nó. Rồi, tôi thích mỗi giây của cái việc mà chơi dù các bạn. Có nghĩa rằng hai ý này trái ngược nhau các bạn. Rồi, thì ở trong bài, rồi thầy thấy một bạn đã đưa ra đáp án rồi nha. Ở đây là thúc các bạn, thúc a bit. Rồi, sau này khi các bạn thấy chữ take, các bạn hãy nghĩ ngay tới chữ risk các bạn nha. Rồi, ở trong bài người ta đã cho các bạn là take a risk. Thì ở đây người ta yêu cầu các bạn là làm quen với một số cái phrasal verb đơn giản nha. Rồi, took a risk. Tôi thì rất là rủi ro hay là liều lĩnh nha, bằng cách chơi nhảy dù. Nhưng mà tôi thích mỗi giây khi mà tôi chơi. Rồi, phần này là cái phần vật, phần từ vựng đơn giản các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần khác các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua cái phần này. Rồi, các bạn xem câu B. Rồi, thầy thấy Khánh Linh, Tú nè. Rồi, Hưng Vũ đúng em. Câu B các bạn, hoàn thành sử dụng cái hình thức đúng của những cái động từ và cụm từ ở trong ngoặc nha. Rồi, ở đây các bạn có 7 vị trí đó các bạn. 1, 2, rồi 3, 4, 5, 6, 7 nha. Rồi, chúng ta tương ứng với nó là chúng ta sẽ có 7 cái động từ. Rồi, hãy bắt đầu nè, cái câu lạc bộ thể thao của riêng bạn. Rồi, của riêng bạn.
Ở đây các bạn có cái từ này là beat là đánh bại nè các bạn. Rồi challenge là thử thách nha. Rồi have fun là có thời gian vui. Interest là niềm đam mê hay là thích thú, thú vị nha. Organize tổ chức. Còn chữ score là ghi bàn. Train là đào tạo nè các bạn. Bây giờ câu số 1 các bạn sẽ điền chữ gì ở đây? Rồi, có bao giờ bạn mơ là một cái bàn thắng của một trận đấu không? Thì câu số 1 này các bạn sẽ phải điền một cái động từ các bạn nha. Rồi, thầy thấy một bạn đã đưa ra câu trả lời, bạn Hưng Vũ. Có bao giờ bạn mơ một cái bàn thắng? Thì ở chỗ này các bạn có cái bàn thắng nè, là danh từ. Thì ở chỗ này các bạn sẽ dùng một cái động từ. Và động từ này các bạn phải thêm in các bạn nha. Rồi, vì sao các bạn phải thêm in? Sau giới từ bạn phải thêm in. Sau giới từ nếu bạn dùng động từ bạn phải thêm in. Rồi, Hưng Vũ đúng rồi. Có bao giờ bạn mơ là ghi một cái bàn thắng quyết định trong một cái trận đấu thể thao chưa? Hoặc là cái gì đó các bạn. Hoặc là cái gì đó ở đây nè. Rồi, hoặc là cái gì đó, một cái người chơi tennis đỉnh cao. Rồi, hoặc là gì các bạn? Hoặc là gì ở đây? Rồi, để thầy coi bạn nào dùng chữ nào nha. Rồi, Châu Anh là Châu Anh Khánh Linh. Em nhớ thêm in nha, thầy mới giải thích đó Châu Anh Khánh Linh nha. Là tại sao em phải thêm in. Rồi, câu số 2 nè. Bạn sẽ điền chữ gì? Rồi, thầy thấy một số bạn đưa ra câu trả lời ở đây. Các bạn sẽ dùng chữ bit ha. Và các bạn phải thêm in vô. Rồi, thầy xem nha, các bạn là đúng ha. Rồi, Hưng Vũ dùng chữ bit in là đúng rồi. Tại sao chữ bit in ở đây? Có một số bạn thầy chắc rằng sẽ dùng chữ bit không thôi. Vì sao? Ở đây các bạn, chữ O nè. Chữ O này nó sẽ nối cái động từ này. Đây, nối động từ scoring là ghi bàn. Và nối cái động từ bit in là đánh bại nha. Rồi, rồi bạn Nguyễn Trung Hiếu đúng rồi nha. Các bạn lưu ý ha. Rồi chúng ta chữ O này nối hai cái group in lẫn nhau. Hoặc đánh bại một cái cầu thủ tennis đỉnh cao chưa. Sport là cái gì đó các bạn? Hầu hết mọi người. Thì câu số 3 này các bạn sẽ cần điền một cái động từ. Vì sao? Bởi vì môn, vì thể thao các bạn. Thể thao cái gì đó hầu hết những người trẻ. Rồi động từ gì các bạn? Đánh bại chúng ta đã dùng. Rồi chúng ta tô đỏ nha. Chữ này các bạn cũng đã dùng rồi. Các bạn tô đỏ luôn. Rồi động từ nào phù hợp ở vị trí này? Ở đây các bạn sẽ dùng chữ interest nha. Rồi thể thao làm thú vị, làm cho mọi người đều quan tâm. Rồi ý là vậy. Để thầy xem. Rồi bạn Cẩm Tú đã có câu trả lời. Còn bạn nào nữa không? Thầy nghĩ rằng sẽ có bạn sai câu này. Rồi, thì trong câu này các bạn phải thêm S nha. Bạn nào không thêm S, câu này sẽ sai. Các bạn lưu ý rằng các bạn phải quan sát nha. Rồi, thầy nói rồi, quan sát, chia thì là phải quan sát. Trạng thái của hoạt động, nó ở đâu. Và thứ hai là trong câu này các bạn điền cái động từ. Thì bạn phải coi chủ ngữ, số ít hay số nhiều để mình các bạn điền vào chỗ này. Rồi, hầu hết những cái người trẻ nè các bạn. Và nó rất là một cái điều tuyệt vời để mà giữ gìn sức khỏe và gì đó cùng lúc các bạn. Giữ gìn sức khỏe và gì? Rồi các bạn cho thầy câu trả lời nha. Rồi, thì chữ interest này chúng ta đã dùng rồi nè các bạn. Để giữ gìn sức khỏe và gì các bạn? Và gì tương đương tương tự với nó thì ở trên người ta cho các bạn từ have fun. Rồi, thì cái từ have fun này các bạn giữ nguyên. Bạn nào mà chia chữ rồi thì thấy Khánh Linh nè, Hưng Vũ, rồi Cẩm Tú đúng rồi. Rồi bạn Cẩm Tú dùng chữ have fun. Rồi đúng rồi nha. Chữ này các bạn sẽ không có thay đổi gì. Vì sao các bạn? Bởi vì ở đây chữ tu nè các bạn. Ở đây chữ tu nè. Tu này các bạn sẽ cộng cho V1 nè. Rồi ở đây chữ tu này nè các bạn. Chữ tu này nè. Rồi các bạn sẽ cộng cho V1 là chữ stay. Rồi, and. Và các bạn and cũng V1 luôn là chữ have nha. Rồi, bạn Linh đúng rồi. Rồi, Châu Anh đúng luôn. Rồi, Ngọc Vy đúng luôn em. Rồi, bây giờ câu số 5. Để giúp những cái người mà muốn cái gì đó, câu lạc bộ thể thao của họ các bạn.
Rồi, ở đây bạn đã dùng từ have fun. Các bạn sẽ có 3 chữ nè: tổ chức đào tạo huấn luyện. Thì câu số 5, các bạn thấy rằng câu số 5 của chúng ta, cái từ hợp nghĩa sẽ là organize các bạn nha. Rồi, organize, tổ chức. Bởi vì về nghĩa là nó đúng nha. Tổ chức nè, câu lạc bộ thể thao của riêng của họ. Chúng tôi biết nó là một cái gì đó lớn các bạn. Rồi, Cẩm Tú, Hưng Vũ, đúng rồi. Chúng tôi biết nó là một cái gì đó lớn. Một gì các bạn? Nó là một cái thử thách lớn nha. Vì vậy bạn sẽ dùng cái từ thử thách ở đây. Rồi, các bạn dùng chữ challenge. Nó là một cái thử thách lớn, hoặc có nghĩa là nó là một cái sự khó khăn lớn. Rồi, chữ này chúng ta luôn đã dùng. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đưa cho bạn tiền bạn cần để bạn bắt đầu. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm một nơi để gì đó và đưa cho bạn tiền để bạn tìm thấy các cầu thủ giỏi trong khu vực. Hãy liên hệ với chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi các bạn nha. Rồi, hãy liên hệ với chúng tôi. Thì trong câu số 7 này, một nơi để đào tạo các bạn nha. Rồi, để đào tạo nè. Rồi, thì thấy bạn Khánh Linh, Hưng Vũ đúng rồi nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua phần tiếp theo, một phần khó hơn một chút nha. Ở cuốn Destination này, các bạn sẽ làm quen với các phrasal verbs cơ bản các bạn nha. Phrasal verb, word family, từ vựng gia đình, và viết câu ở mức độ cơ bản. Tuy nhiên các bạn nên học ha, để vài bữa nữa khi vào cuốn B2 thì các bạn sẽ không có bỡ ngỡ nha, bởi vì lúc đó sẽ khó hơn. Rồi, thầy thấy Hưng Vũ, Khánh Linh đúng nha. Cẩm Tú luôn, Khánh Linh. Bây giờ ở đây là phrasal verbs rồi các bạn. Hãy khoanh tròn cái từ đúng. Câu số 1, tôi thật sự thích chơi games các bạn. Rồi, như là cái Monopoly and Cluedo. Thì đây các bạn, các từ này theo tiếng Anh á, nó có nghĩa là độc quyền. Rồi, nó có nghĩa độc quyền. Tuy nhiên các bạn thấy chữ M nè, nó viết hoa. Thì đây là một cái trò chơi giống như là cờ các bạn. Thì cái trò chơi gọi là cờ kinh tế nha. Rồi các bạn vào đó các bạn mua sắm hay các bạn chiếm lĩnh thị trường vân vân. Còn cái từ này các bạn, rồi cái từ này cũng là một loại cờ, và nó liên quan về cái cờ phá án. Rồi, thầy thấy bạn Tú, Khánh Linh, Hưng Vũ đã chọn cái từ board. Rồi, đúng rồi. Lý do là các bạn chơi cờ. Rồi, lý do các bạn chơi cờ. Rồi, bạn Nguyễn Linh đúng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2. Roy các bạn, Roy là cái cầu thủ giỏi nhất. Và chúng tôi thì không ngạc nhiên khi anh ta trở thành của câu lạc bộ. Rồi, bạn Linh chọn 1B rồi, là một video là sao Linh ha? Thầy không hiểu nha. Chọn 1B đúng rồi, tại sao chọn một video nữa nha. Rồi, thì câu số 2 này, rồi các bạn cho thầy đáp án nha. Câu số 2 các bạn có cái từ captain, có nghĩa là đội trưởng các bạn nha. Rồi, Hưng Vũ đúng rồi em. Trở thành đội trưởng của cái đội này. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3. Các bạn lưu ý rằng club có nghĩa là câu lạc bộ. Một nghĩa khác của nó có nghĩa là cái dùi cui các bạn. Cái gậy mà cái người cảnh sát hay cầm, các bạn gọi là club nha. Rồi, cái đó gọi là cái dùi cui. Vừa câu lạc bộ vừa cái dùi cui. Rồi, thì thấy bạn Hoa Đỗ nè, Nguyễn Linh. Rồi, Hưng Vũ đúng. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3. Rất nhiều người ghét nè các bạn. Từ chỉ việc xem thể thao từ cái ghế bành. Có nghĩa là rất nhiều người có cái niềm vui bằng cách là ngồi ở trên ghế bành. Ghế thoải mái các bạn. Ghế mà nó có hai cái vành rộng, các bạn có thể nằm thoải mái để mà xem đá banh. Rồi, câu số 3, bạn nào có đáp án? Ở đây chúng ta sẽ chọn cái từ pleasure các bạn nha, bởi vì nó hợp nghĩa của câu. Thì cái từ defeat này có nghĩa đánh bại các bạn ha, có nghĩa đánh bại, và nó sẽ không có phù hợp vào cái vị trí này. Rồi, chúng ta chọn cái từ pleasure. Tôi nghĩ là âm nhạc ở cái gì đó các bạn. Chúng tôi đi tới cái mà chúng tôi đi tới thì rất là tuyệt vời. Thì câu số 4. Rồi, thầy thấy bạn câu số 3 nè, bạn Hoa Đỗ, bạn Nguyễn Linh, rồi bạn Hưng Vũ, bạn Xuân Thu.
À, Phạm Minh đúng luôn nha. Rồi, ở đây không có bạn Võ Đình Thành rồi. Rồi, Nguyễn Phú đúng luôn, Châu Anh đúng luôn. À, câu số 4 là các bạn, tôi nghĩ âm nhạc ở cái gì các bạn? Ở cái buổi hòa nhạc nha. Rồi, mà chúng tôi đi tối hôm qua thì tuyệt vời. Thì các bạn có cái từ rhythm này có nghĩa là nhịp điệu các bạn, là nhịp nhịp của cái nhạc. Rồi, à, tất cả các bạn đều đúng nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 5. Mọi người trong gia đình của tôi hỗ trợ the same gì đó các bạn. Mọi người ở trong gia đình của tôi. Rồi thì thấy Phạm Minh đúng luôn nha. Tú đúng luôn. Châu Anh đúng luôn. Mọi người trong gia đình của tôi hỗ trợ cái gì đó giống nhau là các bạn. Rồi cái gì đó giống nhau. Ở đây các bạn sẽ chọn sự thi đấu, sự cạnh tranh hay là đội bóng các bạn. Rồi các bạn chọn được team nha. Rồi về hợp nghĩa. Bài này thì nó giúp cho các bạn sẽ phân biệt được một số động từ. Rồi thầy thấy hoa đỏ đúng rồi, Nguyễn Linh đúng luôn. Câu thứ 6 các bạn, tôi thấy âm nhạc gì đó các bạn khá là chán, tôi thích nhạc pop. Rồi, tôi thấy nè, cái nhạc gì đó thì khá là chán, tôi thích nhạc pop nè các bạn. Ở đây các bạn có cái từ music là âm nhạc ha. Rồi, music là âm nhạc. Trước âm nhạc các bạn dùng tính từ, ở đây các bạn có hai tính từ. Nếu hai tính từ thì các bạn phải xem về nghĩa các bạn nha. Rồi, cái chữ này có nghĩa là nhạc cổ điển nè. Còn entertaining là nhạc giải trí, nhạc sôi động. Bởi vì phía sau người ta nói rằng tôi thích nhạc pop các bạn. Nên câu số 6 các bạn sẽ chọn cái từ classical. Câu này thầy thấy bạn Hưng Vũ Xuân Thu đúng rồi nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu qua phần D các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua phần D. Là hãy chọn, các bạn hãy chọn nè cái câu trả lời đúng. Rồi, phần này nó khó hơn phần trước chút xíu nha. Nó chính là phrasal verb các bạn nha. Rồi các bạn phrasal verb. Rồi Nguyễn Linh đúng luôn. Hưng Vũ đúng luôn. Bạn nên thách các bạn một môn thể thao và khi đó thì bạn sẽ tập thể dục nhiều hơn. Ở đây khi nào mà các bạn thấy chữ thách này các bạn, chữ thách này nha, và các bạn phía sau á, các bạn thấy một cái môn thể thao hoặc là một cái sở thích hoặc là một cái môn học, rồi thì các bạn sẽ chọn từ gì? Rồi thầy thấy bạn Phạm Minh chọn B đúng rồi nha em. Chữ start up có nghĩa là chọn một môn thể thao để chơi hoặc là bắt đầu để chơi. Rồi bạn Nguyễn Linh đúng rồi. Còn các bạn có từ take off là các bạn có nghĩa là cất cánh nha. Cất cánh hoặc có nghĩa là tăng vọt nè. Rồi take down. Rồi thầy thấy là bạn Ngọc Vi rồi đúng luôn em nha. Rồi chúng ta dùng take up. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2. Tôi cố gắng để làm việc. Rồi xin vui lòng vặn cái âm nhạc của bạn gì các bạn. Turn ở đây là turn cái âm nhạc của bạn down, xuống các bạn nha. Rồi vặn nhỏ nhạc xuống nè các bạn. Rồi thầy thấy Nguyễn Phú đúng luôn. Rồi thầy thấy bạn Phạm Minh đúng luôn. Rồi Phạm Minh viết chữ rất là nhanh nha, thầy có lời khen. Bạn Đức Thắng cũng viết chữ nhanh. Rồi hôm nay không thấy Đức Thắng rồi. Rồi bây giờ câu số 3. Chỉ hỏi và tôi chắc những đứa trẻ khác sẽ let you. Các bạn có từ let nè. Rồi let someone các bạn dùng với verb 1 các bạn nha. Rồi let someone dùng verb 1. Rồi câu 2 tất cả các bạn đều đúng hết. Rồi bây giờ câu 3 các bạn sẽ chọn đáp án gì? Rồi rồi thầy sẽ giải thích các cụm các phrasal verb còn lại cho Khánh Linh nha. Rồi thầy mới nói Đức Thắng xong, thầy mới khen Đức Thắng là đánh chữ rất là nhanh. Thầy nghĩ là đúng rồi, Đức Thắng mới đi học về, thầy nghĩ ra Đức Thắng đánh trên computer thì nó mới nhanh như vậy. Rồi bạn sẽ chọn đáp án gì? Câu 3. Rồi bạn sẽ chọn là join in các bạn nha. Rồi join in là tham gia. Rồi cái join out này chúng ta sẽ không dùng với từ join này các bạn nha. Rồi join up hoặc nó nghĩa là không có tham gia nhưng mà nó không có cố định với cái từ join này nên nó không có khuyến khích để mà sử dụng các bạn nha. Rồi ở từ này chúng ta có join in, rồi là cái từ mà sẽ đi với cái từ này các bạn.
Bây giờ câu số 4 là các bạn. Rồi thầy thấy tất cả các bạn đều chọn câu join in. Đúng rồi. Rồi Châu Anh nè, Nguyễn Phú nè, rồi Nguyễn Ngọc Vi. Chúng ta các bạn xem. Rồi xem. Bạn nào mà chuẩn bị cái bài này trước á, các bạn in ra các bạn làm trước, thì các bạn sẽ thấy những cái cụm từ này, các phrasal verb này các bạn. Rồi ở trong cái bài chúng ta nó có đầy đủ luôn các bạn. Ở đây trọng tài đuổi David ra ngoài vì cãi nhau với trọng tài. Rồi bạn sẽ chọn câu gì ở đây? À, các bạn có từ send. Rồi các bạn chọn câu A nha. Rồi chúng ta có send someone off, có nghĩa là đuổi cầu thủ nào đó. Còn chúng ta không có dùng send someone down, up các bạn nha. Rồi nó không có đi với những cái từ này. Rồi thầy thấy tất cả các bạn đều chọn câu A. Rồi Đức Thắng, Phạm Minh, Khánh Vi, Cẩm Tú nè. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 5. Rồi câu số 5. Đây là cái bài hát ưa thích của tôi. Đây là cái bài hát ưa thích của tôi các bạn. Rồi câu số 5. Hãy turn it gì đó off. Turn it out. Turn it up. Rồi bạn sẽ chọn câu số 5 này, các bạn sẽ chọn là câu gì? Ở đây các bạn có từ turn rồi các bạn. Các bạn có từ turn. Các bạn có từ turn rồi các bạn. Rồi thì từ turn này các bạn chọn turn off là tắt nha. Rồi các bạn chọn turn up là có nghĩa là vặn lên. Rồi thầy thấy tất cả các bạn đều chọn câu C đúng rồi nha. Rồi bạn Đức Thắng nè, Nguyễn Thanh, rồi Nguyễn Ngọc Vi, Nguyễn Linh, Phạm Minh. Rồi rồi đúng câu này. Bây giờ các bạn qua câu số 6 là các bạn. Một cái điện thoại rang, nhưng cái người nhạc sĩ là các bạn. Just gì đó, carry gì đó, play in. Rồi carry gì đó, play in. Thì ở đây các bạn có từ carry nè các bạn. Rồi các bạn có cái từ carry. Các bạn sẽ chọn cái từ gì các bạn? Các bạn sẽ chọn cái từ carry on với ý nghĩa là, rồi tiếp tục chơi các bạn nha. Rồi tiếp tục chơi nhạc. Rồi các bạn Khánh Linh không mình. Rồi Khánh Linh tới làm tới câu 7 rồi. Rồi câu A. Rồi các bạn làm rất là nhanh nha. Rồi thầy thấy rất nhiều các bạn 6A rồi. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 7 luôn. Chúng tôi không có đủ tiền để mà ăn nè các bạn. Để mà ăn cái gì đó thường xuyên. Rồi ăn cái gì các bạn? Rồi câu số 7 thầy thấy các bạn Đức Thắng chọn C, ăn ở ngoài. Có nghĩa là ăn ở nhà hàng các bạn thường xuyên. Rồi Nguyễn Thanh, Khánh Linh nè, C. Nguyễn Linh chọn câu Nguyễn Linh chọn câu 7A là sai các bạn nha. Không có eat off em nha. Eat out, không eat off. Mình không có eat off. Rồi, ăn ở ngoài nhà hàng hoặc là ăn ở quán ăn. Rồi, hoa đổ đúng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 8 nè các bạn. Tôi quyết định để trở thành một cái người ăn chay. Và give cái gì đó thịt nè các bạn. Và give gì? Give up, give off, give out. Thì các bạn có give up là từ bỏ ha. Rồi các bạn có give off là thải ra nha. Rồi give out là phát cho. Thì trong trường hợp này các bạn sẽ chọn cái từ give up các bạn, có nghĩa là từ bỏ thịt hay là không ăn thịt nữa. Rồi thầy thấy Đức Thắng, Nguyễn Phú, Nguyễn Linh đúng câu này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần này các bạn. Đây chính là phần cụm giới từ. Rồi, cụm giới từ được các bạn. Các bạn sẽ điền cái giới từ gì ở cái vị trí này. Rồi viết một từ trong mỗi chỗ trống các bạn. Rồi, một từ trong mỗi chỗ trống. Các bạn lưu ý rằng cái từ này của chúng ta các bạn là preposition, có nghĩa là giới từ. Thì chỗ này các bạn sẽ phải điền cái giới từ các bạn nha. Rồi, các bạn phải điền cái giới từ. Rồi preposition, hãy chọn, hãy cho thầy một giới từ ở cái câu số 1 này. Rồi thì chúng tôi đợi các bạn. Ở đây là wait, các bạn có từ wait là đợi nè. Đợi bên ngoài cái sân vận động a long time. Các bạn sẽ chọn for a long time. Rồi thầy thấy bạn Hoa Đỗ, bạn Nguyễn Thanh. Rồi câu này dễ rồi ha. Các bạn cứ từ từ. Xong B1 chúng ta sẽ qua B2.
Và từ bài 5 của B1 thì nó đã khó rồi nha, không có đơn giản thế này đâu. Rồi, đúng rồi Khánh Linh luôn. À, hơi lát Hà Trang ha. Rồi, hơi lát, thầy nghĩ là chắc wifi có vấn đề. Rồi, bây giờ câu số 2 nè các bạn. Tôi có cái buổi hòa nhạc gì đó DVD, nó thì rất là tuyệt vời. Rồi, thì câu số 2 các bạn sẽ chọn cái từ gì ở đây? Rồi, thầy thấy một bạn đã đưa ra câu trả lời. Bạn hoa đỏ ghi chữ D. Tôi got nè các bạn. I got nè, tôi có nè. Cái buổi hòa nhạc đó. Nếu như bạn điền chữ D đây thì rất là kỳ các bạn. Chữ D đây bạn thấy kỳ không? That concert the DVD. Nó không có đúng nghĩa nha. Tôi có cái buổi hòa nhạc đó trên DVD các bạn. Rồi, trên cái đĩa DVD. Rồi, chúng ta dùng đi nha. Châu Anh mình không chọn for nha em. Rồi, rồi bạn hoa đổ đúng luôn. Rồi, Châu Anh chọn lại rồi. Nó thì fantastic. Câu số 3 các bạn. Iran, tất cả các bạn. The way home. Tôi chạy tất cả trên đường về nhà. Và tôi chỉ thấy cái gì đó. Nó các bạn. Thời gian cho cái chương trình ưa thích của tôi. Chương trình ưa thích của tôi. Rồi, câu số 3 các bạn sẽ chọn cái từ gì ở đây các bạn? Rồi, câu số 3. Đây, ở chỗ này các bạn sẽ chọn chữ in các bạn nha. Rồi, just in, it's time. Rồi, thì ở chỗ này thầy sẽ phân biệt cho các bạn chữ on time và in time. Rồi, bạn nào đánh máy nhanh có cho thầy biết được hai chữ này khác nhau thế nào không? On time và in time. Rồi, on time và in time khác nhau chỗ nào? Rồi, bây giờ thầy sẽ nói cái sự khác nhau các bạn nha. Rồi, bạn nào biết không? Thì lớp học của các bạn bắt đầu lúc 7 giờ. Và bạn đến trước đó chừng mấy giây thì bạn được gọi là on time nha. Rồi, on time là đúng giờ, bạn tới đúng giờ. Còn nếu như in time, lớp học của bạn bắt đầu lúc 7 giờ mà 7 giờ 15 các bạn mới tới nha. Nhưng mà may quá lúc đó thì cúp điện, cô chưa dậy, hoặc là cô chưa tới, thầy chưa tới, hoặc là ngày đó nó bị cái gì đó mà chưa có học gì hết. Thì in time các bạn, giống như các bạn đi máy bay á, các bạn trễ nhưng mà các bạn được lên máy bay là in time. Rồi, thầy thấy Khánh Linh giải thích rất là chuẩn nha. Rồi, Hưng Vũ giải thích chuẩn luôn nha. Rồi, rất là giỏi nha. Rồi, đó là sự khác biệt nha. Bây giờ các bạn qua câu số 4 nè các bạn. Mọi người vỗ tay. Rồi, khi mà ca sĩ cam gì đó stage các bạn. Khi mà ca sĩ cam stage thì các bạn có chữ stage là sân khấu các bạn nha. Stage là sân khấu. Khi mà các bạn nói rằng lên sân khấu các bạn. Lên sân khấu. Rồi, bạn Phạm Minh đúng rồi em, là sát giờ xích muộn. Đúng rồi, tôi chính xác Minh nha. Rồi, thì thấy bạn Nguyễn Thanh đã có câu trả lời cho câu số 4 này. Khi mà lên sân khấu, các bạn sẽ dùng chữ on nha. Rồi, on stage, có nghĩa là lên sân khấu. Thái Nguyễn Nhật Nam đúng nha em nha. Rồi, thầy chào mừng bạn Thái Nguyễn Nhật Nam đã vào học. Câu số 5 các bạn. Ở cái rạp chiếu phim, mẹ ngồi ở giữa nè, ở bên phải các bạn. Dad ngồi bên trái và tôi ngồi middle. Rồi, câu này thì thầy nghĩ rằng bạn nào cũng đúng hết. Ở đây thì chúng ta có in the middle. Rồi, Dad ngồi bên phải, mẹ ngồi bên trái, tôi ngồi in the middle. Rồi, đúng luôn. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 6 nè các bạn. Câu số 6 đây. S này các bạn, S không muốn trở thành một cái cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Anh ta chỉ làm nó. Có nghĩa là chơi nó các bạn. Chơi thể thao, chơi nó vui thôi. Chơi nó vui thôi. Rồi, thầy thấy Phạm Minh, Châu Anh nè, Nguyễn Thanh nè, hoa đổ luôn, đúng câu 5 luôn. Rồi, đúng câu 5. Rồi, câu số 6 này các bạn sẽ dùng chữ for fun. Là chơi vì niềm vui thôi các bạn nha. Không phải chơi chuyên nghiệp, không phải chơi để kiếm tiền. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần word formation này các bạn. Cái phần word formation là cái từ cấu tạo từ nha.
Rồi đây là cái phần từ loại gia đình. Các bạn sẽ làm quen với những cái từ loại gia đình đơn giản. Để làm tốt phần này, bắt buộc các bạn phải học thuộc thôi các bạn. Phải làm gì bài tập các bạn thuộc thôi. Thầy đảm bảo các bạn không còn cách nào khác các bạn nha. Rồi, bởi vì cái tiếng Anh các bạn nó thiên về việc là bạn ghi nhớ. Còn toán thì các bạn thiên về việc là bạn sẽ suy luận nha. Rồi, câu số 1. What's the name of that? Cái tên của cái đó là cái gì, đó là cái gì mà bạn đang hát trước đó nha. Giờ thầy chắc chắn rằng một số bạn sẽ sai câu này bởi vì bạn không chú ý. Rồi, ở đây các bạn điền chữ son nha. Có thể một số bạn sẽ điền chữ single đó nha. Thầy nghĩ một số bạn sẽ điền chữ single đó bởi vì các bạn không có chú ý, không đọc kỹ. Giờ Nguyễn Phú, Khánh Linh, Phạm Minh, Đức Thắng nè. Rồi, Đức Thắng, Thái Nguyễn Nhật Nam, Châu Anh, đúng luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2 các bạn. Tôi bắt đầu để học piano, nhưng tôi không nghĩ tôi có nhiều tài năng. To be honest, tôi nói thật á. Rồi, thì ở chỗ này các bạn có từ talent, có nghĩa là tài năng. Nó là một cái danh từ. Trước danh từ các bạn sẽ điền một cái adjective để bổ nghĩa cho nó các bạn nha. Adjective là gì đây? Rồi, các bạn sẽ có những cái chữ gia đình liên quan của nó như thế này là musical các bạn, là adjective. Các bạn có musician là nhạc sĩ nha. Rồi, các bạn dùng chữ tính từ nên các bạn sẽ dùng chữ musical là câu này. Rồi, thầy xem. Nguyễn Phú đúng, Hoa Đỗ Nguyễn Thanh đúng rồi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3 nè các bạn. Cha của tôi đã từng rất là khỏe và ở trên cái đội gì đó của cái trường cao đẳng của ông ấy. Rồi, Nguyễn Linh đúng luôn. Thì câu số 3 này bạn sẽ sử dụng cái gì ở đây? Các bạn có từ team là một danh từ. Và trước danh từ các bạn sẽ sử dụng một cái adjective. Khi nào các bạn thấy cái từ athlete thì các bạn sẽ nghĩ ngay tới hai chữ này nha. Rồi, athlete. Rồi, athletic các bạn là một chữ này. Rồi, chữ thứ hai là athletics. Có S nè. Rồi, thầy sẽ phân biệt cho các bạn hai chữ này nó khác nhau chỗ nào. Rồi, cái chữ này các bạn, nó là một cái tính từ, có nghĩa là strong các bạn, rất là mạnh khỏe và healthy. Còn cái chữ này các bạn, rồi, nó là một cái môn điền kinh nha, có nghĩa là năm môn các bạn chạy nhảy là tùm lum á, gọi là athletics, là điền kinh. Còn chúng ta cần tính từ nên các bạn dùng chữ này nha. Rồi, ở trong cái đội nè, điền kinh, cái đội mà điền kinh của trường cao đẳng của ông ấy. Rồi, đội thể dục thể thao. Rồi, bạn nào bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 4 nữa các bạn. Khi bạn còn trẻ, có bao giờ bạn chơi trên đường phố với những cái gì đó khác không? Rồi, có bao giờ bạn chơi trên đường phố với cái gì đó khác không? Thì ở chỗ này các bạn có cái từ local nè các bạn. Các bạn có cái từ local là adjective. Rồi, các bạn có từ local là adjective nha. Thì sau adjective các bạn sẽ sử dụng một cái danh từ. Rồi, thì thấy rất nhiều bạn đúng nha. Hoa Đỗ nè, Hưng Vũ nè, Nguyễn Thanh. Các bạn sẽ sử dụng một cái danh từ là children nè các bạn. Rồi, children là một cái danh từ. Nguyễn Linh điền childhood. Rồi, childhood thầy sẽ nói chữ này luôn. Childhood. Rồi, lỡ rồi thầy sẽ nói chữ childless luôn. Rồi, childless các bạn. Childless và chữ childlike. Childlike. Rồi, thầy sẽ phân biệt các chữ này cho bạn. Rồi, Nguyễn Thị, Nguyễn Anh đúng. Nguyễn Linh, em chú ý những chữ này nha, Nguyễn Linh nha. Những đứa trẻ nè, thời niên thiếu nè em. Còn chữ này có nghĩa là chưa có con, không có con. Còn chữ này là giống trẻ con nha. Rồi, ở đây thì chơi trên đường phố với những đứa trẻ nha, không phải chơi với thời niên thiếu nha. Rồi, bây giờ câu số 5. Chúng ta sẽ qua câu số 5.
là Alan đang nghiên cứu để trở thành một cái gì đó này các bạn, nhưng tôi không nghĩ anh ta thích thú cái việc này. Rồi chữ ắc này các bạn có cực kỳ nhiều chữ luôn, thầy thấy là bạn Hoa Đỗ Đức Thắng Nguyễn Thị đúng câu này rồi. Các bạn có từ action, activity, rồi rất là nhiều nha, activity. Các bạn có actress nè, actress, actor, rồi actor, activeness, hôm qua thầy như thầy nói rồi đó, activeness, activeness các bạn. Rồi, ở trong đây thì các bạn chọn từ nam diễn viên nha, nó sẽ phù hợp nghĩa ở trong cái câu này của chúng ta. Rồi, Châu Anh đúng luôn, Bùi Hậu đúng luôn, Nguyễn Thanh đúng luôn. Câu số 6 này các bạn, họ có một cái gì đó tuyệt vời của những cái đồ chơi cũ ở cái viện bảo tàng, ở cái thị trấn nè. Thì ở chỗ này, các khi mà ta cho các bạn từ collect thì các bạn có những chữ này, các bạn suy nghĩ tới là collective rồi các bạn. Rồi, collect, action. Rồi các bạn có collective, collection nha. Rồi, hoặc là các bạn có collector các bạn, nhà sưu tập nha. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ dùng một cái danh từ collection, bởi vì các bạn có một cái tính từ đứng ở đây. Rồi, các bạn có tính từ đứng ở đây. Rồi, thầy thấy rồi, nhiều bạn đúng ha. Hoa Đỗ là bạn Thanh nè, bạn Châu Anh, bạn Hậu nè, bạn Đức Thắng. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 7 nè các bạn. Rồi, bà của tôi thích để mà gì đó và chúng tôi thường đi ra ngoài. On his boat. Ông của tôi thích để gì đó và chúng tôi thường đi ra ngoài trên cái boat của ông ấy nha. Rồi, các bạn sẽ dùng cái chữ gì ở chỗ này các bạn? Rồi, các bạn sẽ dùng cái chữ gì ở đây? Thì các bạn có cái từ to đó các bạn là verb nha. Rồi thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng một cái động từ luôn là to sail, rồi để chèo thuyền. Rồi bạn Nguyễn Linh ghi câu 6 mà thầy không biết chữ 6 gì. Rồi Nguyễn Thủy ơi, tại sao em dùng chữ sailing? Nguyễn Thủy nè, nếu như chỗ này không có chữ to Nguyễn Thủy nha, nếu không có chữ to ở đây, nếu như không có chữ to ở đây thì em sẽ dùng chữ sailing. Mà bởi vì nó có chữ to em phải dùng chữ sao nha Nguyễn Thủy nha. Rồi thầy thấy bạn Hưng Vũ đúng rồi, Hoa Đỗ vừa rồi thầy giải thích rồi nha, không dùng sailing bởi vì nó có chữ to. Rồi bây giờ câu số 8 các bạn, ví dụ như lớp sailing, lớp lớp cái gì đó ha, góp in thì được. Rồi lớp shopping. Bây giờ các bạn qua câu số 8. Rồi Châu Anh đúng luôn, Phạm Minh đúng luôn. Câu số 8 các bạn, bạn phải thực tập rất là nhiều nếu như bạn muốn để làm việc như là một cái gì đó các bạn. Chữ này hồi nãy thầy đã nói rồi, các bạn có cái từ music, music là tính từ nha. Rồi music là tính từ thì các bạn cần có danh từ chỉ người là musician. Rồi musician. Rồi Thủy đúng rồi, Hậu đúng rồi, Linh đúng luôn rồi, Thanh đúng luôn, Minh đúng luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần word form của cái phần này các bạn. Rồi bức tranh rất là dễ thương ha. Rồi bức tranh rất là dễ thương, con hai con mèo dành nhau cái cuộn len. Rồi đây, nó là phần cái word form nhưng mà nó lại nằm trong cái đoạn văn các bạn. Rồi phần word form nhưng nằm trong cái đoạn văn. Rồi câu số 1 là các bạn, câu số 1 các bạn sẽ chọn câu nào? Ở đây các bạn có từ animals, có nghĩa là danh từ các bạn nha. Rồi, trước danh từ bạn sẽ điền tính từ để bổ nghĩa cho nó. Tính từ của từ play là gì các bạn? Tính từ của từ play là từ playful. Rồi, có nghĩa là ham chơi các bạn, rất là ham chơi. Nhưng mà chữ này không có nghĩa là xấu ha. Rồi, rất là tinh nghịch, cơ bản là tinh nghịch nha. Rồi thì cái từ playful này là tính từ. Các bạn lưu ý rằng cái chữ play này các bạn, nó là động từ nghĩa là chơi và nó là danh từ nghĩa là vở kịch các bạn nha, vở kịch. Rồi tại sao những cái con mèo con là những cái động vật ham chơi? Chúng thích đuổi bắt một quả bóng hoặc một cái miếng, một cái
mảnh các bạn, một cái cục sợi nè, và chúng luôn luôn chơi trong một cách gì đó các bạn, chúng luôn luôn chơi trong một cách đầy năng lượng các bạn. Rồi thì hồi nãy thầy đã nói cái chữ đầy năng lượng các bạn là cái chữ ờ, rồi ờ lá các bạn, thì không thêm s nha, bạn nào thêm s đây là sai, lưu ý thầy. Các bạn thêm s có nghĩa là môn điền kinh, nó là một cái môn học, ở đây chúng ta sẽ cần một cái SST. Rồi thầy thấy là Phạm Minh nè, bạn Linh nè, bạn Thủy nè, đúng luôn. Hưng Vũ đúng nè, Nguyễn Thanh đúng luôn nha. Rồi chính xác. Bây giờ câu số 3 các bạn, câu số 3 các bạn sẽ điền chữ gì ở đây? Rồi câu số 3 các bạn sẽ điền chữ gì ở đây? Chơi cho một cách đầy năng lượng là, nhưng tại sao tất cả những cái, tất cả các bạn, của một cái gì đó của con mèo khi mà chơi là thật vậy rất là quan trọng cho tương lai. Rồi thì ở đây người ta cho các bạn chữ ắc thì các bạn, người ta cho các bạn chữ ắc nè. Rồi thì thấy Hưng Vũ là điền một cái tính từ, tại sao Vũ điền tính từ? Vũ ơi, Vũ coi lại nha, Vũ nhìn chỗ này là Vũ, chỗ này cái Vũ có chữ phải s nè, có nghĩa là của các bạn, không phải không phải là is các bạn nha. Bởi vì sao, Vũ biết không? Bởi vì tất cả cái gì đó của con mèo, chứ không phải là tất cả của một con mèo is, không đúng nha. Nếu mà on of a kitten is là sai, vì on á, đếm được bạn phải thêm s, on of ví dụ kittens thì được nha. Rồi Vũ coi lại chỗ này. Rồi tất cả các gì đó của con mèo các bạn, ở đây các bạn sẽ sử dụng cái từ hành động nha. Thầy nghĩ rằng một số bạn sẽ dùng cái từ activity các bạn, ở đây chúng ta dùng hành động của nó thôi, là nói chung chứ không phải là các hoạt động các bạn. Tất cả các hoạt động của chúng khi chơi thì thật ra thì rất là quan trọng của tương lai, cho tương lai. Rồi nó có lẽ trông giống như cái gì đó các bạn, trông giống như cái gì đó. Rồi câu số 3 bạn điền actions nha, không điền activity. Rồi Châu Anh mình không điền activity em nha. Rồi bạn phải thêm s cho action này. Thầy thấy rằng Hoa Đỗ nè, Nguyễn Thanh nè, Hoa Đỗ Nguyễn Thanh lưu ý nha. Rồi Hưng Vũ thì dùng tính từ, em phải dùng danh từ số nhiều, bởi vì thầy đã nói rồi, chỗ này chữ on nè, tất cả nè, và cái này đếm được các bạn có thêm s. Và câu số 4 này nó có vẻ trông như là, như một cái điều gì đó các bạn, có nghĩa là like something, thì something đó là một danh từ. Rồi Nguyễn Thanh theo quên thêm s rồi, bữa sau cẩn thận nha, khi mà em điền danh từ em phải nghĩ ngay tới là em điền cái danh từ số nhiều, cái này thầy dặn nhiều rồi. Rồi cái đó gọi là cái nhạy cảm đó nha, em phải nhạy làm tốt cái bài này, không thôi cứ quên hoài. Thì câu số 4 này em sẽ dùng một cái danh từ, thầy thấy rất nhiều bạn dùng danh từ đúng rồi, chúng ta sẽ dùng từ entertainment. Rồi có nghĩa là nó trông như là giải trí vậy, rồi tiêu khiển vậy. Rồi nhưng con mèo này đang thực tập thực hành cái kỹ năng săn bắn của chúng, Owen săn, rồi săn bắt của chúng. Đúng rồi, ở trên nói thì tất cả những hành động này chúng đi chơi thì rất quan trọng cho tương lai, bởi vì nó, chúng đang tập kỹ năng săn bắt nha. Rồi bạn Nguyễn Kho Anh vừa học xong đúng không? Rồi uống nước đi nha, uống nước ăn gì đó đi, vừa ăn vừa học nha. Rồi rồi vừa học xong rồi qua học thầy luôn. Rồi cố lên em. Rồi bây giờ câu số 5 này các bạn, câu số 5 này các bạn sẽ điền chữ gì? Câu số 5 thì đáp các bạn, jump onto a toy stitch the kitten a lot. Rồi trong câu này, câu số 5 này các bạn phải phân tích nha, không phân tích thì bạn sẽ dễ dàng sai câu này, hãy chắc luôn. Vì sao? Đây là một câu nè các bạn, đây là một câu, một câu các bạn, trong một câu thì nó phải có chủ ngữ và có động từ. Rồi thầy thấy bạn Hưng Vũ điền chữ heroes, heroes. Rồi từ từ nha. Rồi bây giờ chủ ngữ của câu này là cái gì các bạn? Chủ ngữ của câu này là cái gì? Đây, từ đây là chủ ngữ các bạn. Rồi. Does
gì đó jump onto a toy, dạy con mèo rất là nhiều. Thì ở đây động từ các bạn, từ teach là động từ nha. Rồi từ teach là động từ. Rồi động từ các bạn. Còn cái con cái the kitten a lot á, nó sẽ là object nha. Rồi nó có thể phân biệt ba cái. Rồi thì từ jump này các bạn, từ jump này nó vừa động từ và nó vừa danh từ. Trong trường hợp này nó làm chủ ngữ các bạn. Nó làm chủ ngữ nên nó là danh từ, chỉ jump này là chủ ngữ nha. Cái cú nhảy trên một cái trò chơi dạy cho con mèo rất là nhiều. Rồi ở đây các bạn sẽ điền từ heroic các bạn là tính từ. Các bạn có một chữ nữa nha các bạn nha, là heroin. Rồi cái từ heroin nó không phải là heroin các bạn nha, à nó là nữ anh hùng. Rồi thì xem coi heroic rồi bạn Cẩm Tú đúng nè, Nguyễn Thanh mình không có thêm s nha, thầy đã giải thích rồi, lưu ý. Rồi rồi ở đây à, các bạn có từ jump nè, từ jump là danh từ. Rồi ở đây các bạn sẽ điền cái từ heroic là tính từ. Cái cú nhảy các bạn dạy cho con mèo rất là nhiều, mà câu này người ta làm khó các bạn, người ta bỏ chữ on the toy vô, người ta làm khó các bạn. Vì vậy các bạn phải quan sát nha, các bạn phải quan sát một chút chút ở chỗ câu này, các bạn phải phân tích ra là chủ ngữ là đâu, động từ là đâu, tân ngữ là đâu các bạn nha. Rồi rồi câu tiếp theo là các bạn, rồi câu tiếp theo, rồi câu tiếp theo à, hãy nghĩ về do ôn gì đó các bạn, và bạn sẽ thấy rằng bạn học cái gì đó khi mà bạn chơi. Rồi câu số 6 à, câu số 6 ho đổ xem lại nha em à, khi mà người ta cho em từ hero em sẽ có 3 sự lựa chọn: hero, heroic, heroin. Rồi thì câu số 6 này nè các bạn, câu số 6 này hãy nghĩ gì về cái gì đó của bạn và bạn sẽ thấy rằng bạn đã học được rất là nhiều khi mà bạn chơi. Rồi khi mà từ try này hồi nãy thầy đã nói là từ loại hình của nó rồi, ở đây về nghĩa thôi các bạn sẽ dùng chữ childhood nha. Hãy nghĩ về thời niên thiếu của riêng bạn và bạn sẽ thấy rằng bạn học khi bạn chơi. Rồi à, rồi à, rất nhiều bạn đúng câu này. Châu Anh, Cẩm Tú, Nguyễn Thanh, Nguyễn Kho Anh đúng rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần này các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần word pattern. Rồi có nghĩa là một số động từ, tính từ nó sẽ đi với một chữ thôi, một cái giới từ thì nó mới hợp nghĩa nha. Không thôi thì nó sẽ sai, nó không đúng nha. Rồi thì ở câu số 1 các bạn, câu số 1 này bạn sẽ chọn từ gì? Ở đây bạn sẽ chọn từ gì ở đây? Xin chào, đó có phải là Jenny không? Tôi thì chán các bạn xem TV và tôi cảm thấy một cái chat là tôi cảm thấy tám các bạn. Ý nó là muốn tám á. Rồi chúng ta có từ chat đây là tán gẫu nha. Người ta đang kiểm tra các bạn chữ board sẽ đi với chữ gì? Rồi Nguyễn Thanh ơi. Rồi Nguyễn Thanh sẽ, tại sao Nguyễn Thanh điền chữ board? Rồi thầy thấy các bạn dùng chữ of là các bạn. Rồi thầy thấy bạn dùng chữ with nha. Rồi một số bạn dùng chữ of, thầy sẽ xem, thầy sẽ giải thích cho các bạn là board sẽ đi với dưới tơ giới từ nào. Ở nhà các bạn học, các bạn tra từ điển ở đây nha. Rồi rồi khi mà các bạn tra từ điển ở đây, rồi các bạn sẽ thấy rằng cái từ của chúng ta sẽ đi nè các bạn. Rồi đây các bạn lưu ý sự khác biệt nè, thầy chỉ nè. Thôi bữa nay bạn Uyên trễ quá nha. Đây các bạn xem đây, bo nè các bạn, bo with nè. Rồi bo with hoặc là of doing something. Rồi hoặc là of doing something các bạn nha. Rồi thì ở chỗ này các bạn dùng chữ with cũng được, mà các bạn dùng chữ of đều đúng các bạn nha. Rồi rồi các bạn dùng hai chữ này, dùng chữ nào cũng đúng hết. Vì vậy câu này các bạn dùng chữ with nè hoặc là chữ of. Rồi tất cả các bạn đều giỏi câu này. Rồi Linh Châu Anh, Đức Thắng nè, Tuyên, Nguyễn Anh Khoa, Hưng Vũ, Cẩm Tú đúng rồi.
Bây giờ câu số 2 các bạn. Câu số 2 các bạn sẽ điền cái chữ gì? Tôi cảm thấy thích tán gẫu nha. Rồi, thích tán gẫu thì thích sẽ là chữ like. Rồi, like. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3 này các bạn. Xin chào Dana. Well, khỏe rồi. Tôi đang đọc một cuốn sách, một tác giả người Nga. Câu số 3 này, người ta kiểm tra các bạn một cái giấy từ, một quyển sách mà phía sau nó có tên tác giả thì bạn sẽ chọn cái từ gì? Rồi, các bạn chọn đúng ha. Rồi, Hoa Đỗ Uyên Tú đúng luôn nè. Câu số 3 các bạn sẽ chọn từ gì các bạn? Thầy thấy bạn Nguyễn Thanh đã chọn từ buy, dù cho bạn ghi từ bu. Rồi, mình chọn từ buy các bạn nha. Các bạn phải chọn buy ở chỗ này. Rồi, không có about các bạn nha. Bạn không chọn about chỗ câu số 3 này. About là sai các bạn. Một quyển sách về tác giả người Nga là sai. Một quyển sách của tác giả người Nga là buy. Rồi, lưu ý nha. Hoa Đỗ lưu ý nha em. Châu Anh thì thầy nghĩ chắc các bạn làm câu số 4 hay sao. Rồi, các bạn ghi số ra thầy dễ nhìn nha. Rồi, buy about. Bạn Hưng Vũ có thể đưa ra hai đáp án rồi. Câu số 4 này các bạn. Rồi, một quyển sách bởi tác giả người Nga, nó thì về. Rồi, nó thì về cái cách mà trở thành một cái nam diễn viên tài năng. Vậy à, ồ tôi thật giờ sự là interested. Interested chỉ có thể là in. Rồi, câu này thì tin chắc rằng bạn nào cũng đúng. Hãy nói với tôi về điều này. Anh ta nói nó tốn một rất nhiều thời gian để mà get good gì đó acting các bạn. Khi mà có từ good, các bạn có hai lựa, thông thường các bạn có hai lựa chọn nha. Một, các bạn dùng at. Hai, các bạn dùng for. Good at có nghĩa là giỏi về môn gì đó. Còn good for có nghĩa là có lợi cho sức khỏe. Rồi, thầy thấy câu số 5, bạn Cẩm Tú đúng rồi nha. Rồi, bạn Bùi Hậu đúng luôn. Rồi, Hưng Vũ đúng luôn. Rồi, đúng rồi, Nguyễn Anh Kho ha. Rồi, đúng luôn. Rồi, Hoa Đỗ, Hưng Vũ, Hoa Đỗ đúng luôn em. Ở đây các bạn dùng chữ at nha, với ý nghĩa là giỏi các bạn nha, không có nghĩa là tốt cho cái việc diễn này. Để trở nên popular các bạn, ở đây người ta đang hỏi các bạn là popular, bạn sẽ dùng cái giới từ gì ở đây? Thì popular các bạn sẽ dùng giới từ, bạn nào đúng ở đây? Rồi, quick. Rồi, bạn Bùi Hậu đã đánh rất là nhanh, ra một cụm câu luôn. Rồi, Nguyễn Anh Kho, good cũng đi phối for nữa em nha. Mà good for your health có nghĩa là tốt cho sức khỏe của bạn. Rồi, câu số 7 là, câu số 7 là thấy bạn Nguyễn Thanh chứ không đúng em nha. Popular phải đi với with. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần này, chúng ta sẽ nghỉ các bạn. Rồi, chúng ta qua phần này là chúng ta đã xong unit 3 rồi, chúng ta không kịp làm phần review. Mỗi động từ dưới đây in đậm thì sai, hãy viết cái từ đúng nha các bạn. Rồi, thì ở chỗ này các bạn có từ crazy nè các bạn. Crazy with, thì từ with này người ta nói là sai rồi, các bạn hãy sửa lại đi. Rồi, chữ crazy các bạn sửa thành crazy about. Các bạn lưu ý nha, là điên khùng về. Tuy nhiên ý nói là cực kỳ thích skateboarding luôn đó các bạn. Rồi, rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 2. Trong thời gian rảnh rỗi của tôi lắng nghe. Rồi, thầy thấy Cẩm Tú đúng rồi nha. Ở đây các bạn có từ listen các bạn. Rồi, hồi nãy là crazy, rồi crazy about. Ở đây là listen sẽ đi với to. Rồi, các bạn dùng listen to nha. Rồi, rồi thấy Tổng Tú đúng luôn rồi. Trong thời gian rỗi của tôi thường nghe nhạc trên đĩa CD hoặc là radio. Elsa không Kim. Rồi, hồi nãy các bạn có học á, một cái từ là interested on. Kim của chúng ta sẽ đi với từ on các bạn nha. Rồi, Kim chúng ta sẽ đi với từ on, có nghĩa là thích cái gì đó nha, thích cái nhóm nhạc này. Nhưng mà họ là một trong những cái favorite của tôi. Rồi, bạn Thủy nè, bạn Hoa Đỗ đúng rồi em. Rồi, Nguyễn Linh hình như nhà nhà Linh mạng yếu hay sao á. Các bạn qua câu 3 rồi, em mới qua câu 2. Thầy nghĩ là mạng yếu nha. Câu số 3, on đúng rồi. Rồi ha. Câu số 4 là tuần tới chúng tôi có một cái trò chơi cho một cái đội các bạn từ Hungary. Ở đây tu các bạn, người ta cho các bạn chữ tu. Sai, tại sao các bạn biết không? Bởi vì
Tuần tới chúng tôi có một cái trận đấu đấu lại các bạn, đấu lại against, đấu lại nha, chống lại hay là chơi lại hay là chơi với là chữ này các bạn nha. Đội này thi đấu với đội kia. Rồi. Câu số 5. Câu số 4 các bạn chọn chữ against thì các bạn chọn chữ against. Rồi có nghĩa là đấu lại. Rồi, câu số 6 là thấy nhiều bạn đã đưa ra câu trả lời. Nguyễn Anh Kho 4 là with. Câu số 4 còn không có with nha Kho nha, against. Câu số 5, đó có phải là Kylie không? Tôi thật sự là một cái fan hâm mộ các bạn, một cái fan hâm mộ từ cô ấy. Fan hâm mộ từ cô ấy thì các bạn thấy nó có gì đó kỳ kỳ nha. Là một cái fan hâm mộ của cô ấy là các bạn. Rồi, các bạn dùng chữ ọt nha. Rồi, thầy thấy nè, Nguyễn Thanh, Anh Khoa đúng rồi. Bạn Nguyễn Thủy đã làm câu 6 luôn. Rồi, Nguyễn Thủy làm câu 6, Nguyễn Linh là câu 6 luôn. Tôi thật sự là sợ khi mà tôi thúc phát tu cái cuộc thi hát năm vừa rồi. Thì ở đây các bạn sẽ có cái từ take part là các bạn. Take part sẽ đi với giới từ là in, với ý nghĩa là tham gia các bạn nha. Nó bằng với participate hay là join in. Rồi, số 5. Rồi, thấy hoa đỗ số 5 đúng không nè? Câu số 6 hoa đỗ làm số thắc mắc óc không đúng em nha. Rồi hoa đỗ coi lại câu số 6 mình không có óp. Rồi Bùi Hậu thắc mắc in đúng rồi. Chúng ta đã xong cái phần unit 3 của cuốn Destination B1 rồi các bạn. Chúng ta xong unit 3. Bữa sau chúng ta sẽ làm phần review unit 1, unit 2, unit 3 là bữa sau chúng ta sẽ học phần này các bạn. Đây, có rất nhiều xuất hiện nhiều từ vựng khó hơn rồi. Mới có bài 3 thôi nha. Vài bữa những bài khác thì nó sẽ khó hơn. Rất là nhiều đó các bạn. Rồi chúng ta đã xong xong bài review số bài 3. Rồi Châu Anh đúng rồi em. Rồi. Chúng ta sẽ dừng ở đây. Các bạn hãy đi nghỉ ngơi hoặc là học những môn học khác nha. Bạn nào không hiểu câu nào để lại comment, thầy sẽ giải thích cho tất cả các bạn nha. Rồi thầy tạm biệt bạn Nguyễn Thanh. Rồi tạm biệt Nguyễn Thanh nha. Rồi. Bạn nào không hiểu câu nào để lại comment, thầy sẽ giải thích cho tất cả các bạn. Bữa sau thì chúng ta sẽ học cái phần review này các bạn, review unit 1, unit 2, unit 3 đã xuất hiện những từ, động từ không có dễ rồi nha. Đây, chia thì viết câu mới có unit 3 thôi. Và phần ngữ pháp này các bạn. Rồi, phần ngữ pháp, phần nối cụm động từ. Rồi, bye bye Vũ nha, bye bye Nguyễn Thanh, bye bye Châu Anh. Rồi, thầy bye bye Nguyễn Linh nha. Rồi, tạm biệt Nguyễn Linh. Rồi thầy chào bạn Châu Anh nha. Rồi chúc chúc Châu Anh ngủ ngon. Rồi. Rồi, không có bạn nào đặt câu hỏi cho thầy. Rồi, vậy thì thầy sẽ kết thúc ở đây. Thầy xin chào tất cả các bạn. Thầy xin chào tất cả các bạn. Rồi, xin chào Hoa Đỗ nha. Goodbye Hoa Đỗ. Rồi, see you again. Rồi, cảm ơn Bùi Hậu nha. Bye bye Tạ Quỳnh Mai Trang nha. Rồi, thì bye bye Mai Trang. Rồi, bye bye Mai Trang. Rồi, thầy sẽ kết thúc cái buổi livestream hôm nay. Rồi, xin chào, tạm biệt tất cả các bạn. Rồi, thầy chào Phạm Minh nha. Rồi, thầy chào Phạm Minh. Rồi, thầy chào Phạm Minh. Rồi thầy chào bạn Nguyễn Thủy nha. Rồi thầy chào bạn Nguyễn Thủy nha. Rồi bye 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 bạn. Rồi thầy cảm ơn Minh. Rồi thầy cảm ơn Minh. Mình có thời gian cứ lên đây học với thầy nha. Rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn.